Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sáu nẻo luân hồi. Tại sao chúng ta điên đảo? Bởi vì không có trí huệ. Vì đâu mà bội giác hợp trần, hợp với trần cảnh mà quay lưng với giác ngộ, cũng là do không có trí huệ. Vì đâu mà luân chuyển trong sáu nẻo, lại cũng là do không có trí huệ. Bởi vậy cho nên, tu đạo phải lấy trí huệ làm đầu. Phật phải tu phước và tu huệ, phước huệ cùng tu, Ngài mới chứng bậc vô thượng giác. Chớ cho rằng điều thiện nhỏ mà không làm, tu phước là như thế đó. Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, đó là tu huệ. Các điều ác không làm, đây là tu huệ. Các điều thiện đều làm, vậy là tu phước. Cho nên, người tu đạo chớ có ham những tiện nghi nhỏ, lấy cái ít làm đầy đủ, và phải nhớ rằng tất cả đều là mộng huyễn, như bọt, như ảnh, chẳng được lâu dài. Điều nhận thức cần thiết này phải hiểu cho rõ, không để cho lợi danh trốn thế tục, làm cho mê mờ. Như câu, kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Nghĩa là, thấy sự tỉnh sự là xuất thế gian, thấy sự mê sự là bị trầm luân. Vậy nên, chúng ta phải hết mực nhanh chóng vượt khỏi sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi là gì? Tức là trời, người, Atula, súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Sáu nẻo tuy không giống nhau nhưng cùng nhau luân chuyển tuần hoàn. Thân phận chúng ta cũng như một hạt bụi trong không gian, phút chốc ở tầng trời, phút chốc làm người, phút chốc làm súc sinh, làm quỷ đói, không có gì là nhất định, không thể làm chủ được mình. Tu hành là cốt để chấm dứt sinh tử, thoát khỏi sự trói buộc của vòng luân hồi. Phước trời hưởng hết thì lại đi xuống. Bởi vậy có câu, lục dục chư thiên cụ ngũ suy, tam thiền thiên thượng hữu phong tai, nhiệm quân tu đáo phi phi tưởng, bất như tây phương quỳ khứ lai. Dịch nghĩa là, các tầng trời dục giới có ngũ suy, trên trời tam thiền của sắc giới có nạn gió bão, cho dù tu lên được tầng trời phi phi tưởng của vùng vô sắc giới, chẳng bằng đi về ở cõi tây phương. Tưởng là đã ra khỏi được luân hồi, hóa ra vẫn còn bị luân chuyển qua mấy câu châm biếm trên, hãy tinh tấn tu hành. Con người ta chưa biết khổ nên chưa biết tu, chớ nghĩ rằng thân phận súc sinh thì rất xa với chúng ta, kỳ thực súc sinh cũng có xương thịt như chúng ta, nếu chúng ta không chịu tu thì chỉ thoáng qua trong nháy mắt chúng ta lại bị đọa xuống làm thú. Mỗi cá nhân có một địa ngục riêng của mình, có phiền não tức có địa ngục, bởi vậy quý vị nên mau mau tu đạo, thoát khỏi sáu nẻo trong luân hồi thì mới giải thoát được. Ha ha ha,